Út xin chào đại gia đình thân yêu đã đến với kênh của Út nha. Thì một lần nữa thì Út xin mến chúc cho quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công trên mọi công việc luôn ạ. Thì hôm đây sắp tới, khoảng thời gian đây sắp tới thì Út Hiểu có nghỉ luôn về quê rồi đó cả nhà. Thì Út Hiểu sẽ thường xuyên xuất hiện với anh Cần nhiều hơn. Mong là cả nhà yêu thương ủng hộ hai anh em Út Hiểu nha. Hôm nay Út Hiểu xuống chơi với anh Cần nữa. Nay chút nữa ngày hôm qua Cần có đặt mấy 12 cửa ngục á, chút nữa Út xuống dở coi có cá có tôm không, có thì anh em mình ăn, còn không có thì mình đi về nhịn đói. Cái này anh đặt được mấy ngày rồi? Đặt ngày hôm qua 2 ngày rồi. Đây 2 ngày đó, giờ thôi mình chuẩn bị đi em ơi, để mưa nay mưa quá trời mưa cả nhà ơi, mới vừa tạnh luôn á. Giờ Út Hiểu mời cả nhà đi theo hai anh em Út Hiểu dở 12 cửa ngục nha. Cũng tới dưới đó rồi. Đặt ba cái đã. Lại lặng rồi cả nhà. Ồ. 12 cửa ngục hay gì vậy? 12 cửa ngục. Thấy hương gì đâu. Chúng tới dưới kia. Lại lặng nó rồi cả nhà ơi. Thấy hương quá. Trời mưa lạnh lắm. Hết hồn. Em cầm lúc. Ôi ơi, con cá, cá này là cá sủ hả? Ơi, cá sủ với cá chạch. Cá sủ với cá chạch lắm. Em ngồi gan sao kìa, gan sao á, gan sao ngồi chút á. Từ từ khoan, để gỡ đá cho. Ủa cá sặc nhiều quá cả nhà ơi. Cá chạch lo, cá chạch cơm. Ủa lộn, cá sặc. Ủa, cá chạch cơm. Cá chạch cơm. Bị lộn. Có con cá sủ nữa kìa. Đặt chuyện qua tới giờ hả? Em gỡ đá rồi đi Út. Gỡ ra hả? Gỡ đá ra anh đi. Anh đặt 2 bữa 2 đêm đó. Ôi này, để gỡ đá rồi. Gỡ cá chạch nhóc chân luôn. Ôi nó lội kìa. Ừ. Mùa biết sao ngày qua mưa quá cá trời bóng, mưa. Cá bóng cát nữa kìa. Ừ, cá với cá sủ nữa đó. Cá sủ này con cá sủ con này. Sủ con, sủ nhỏ. Sủ nhỏ. Hôm bữa em thấy anh bắt con cá sủ lớn quá chừng. Cá sủ nó 5-6 kg đó, đó anh dằn câu với dính. Ừ. Còn cái này. Rồi lên mình dở mấy cái kia nữa anh đặt. Còn phải cá sặc không ta? Con cá. Cá khoai. Con cá bóng kèo với con cá chạch lóc. Phải không? Ừ. Kìa có cái con mình khoan nè. Ừ, cá này hả? Cá khoai hả? Cá liềm kìm. Cá liềm kìm hả? Phải không? Em mà mở ra chút rồi đi, chưa. Để anh lấy cái cọng lùng bình anh nhét lũ lại được. Wow, cá nhiều quá à. Bởi vì quyết định tháng thuốc là vừa chơi với anh Cành luôn. Ôi, trời ơi quá trời luôn kìa, nó lúng ra kìa, nó gần xước ra hơn. Nó chui ra tùm lum hết trơn rồi kìa. Ừ. Em ngồi mé mé anh kia Út, để anh qua đây anh dở. Ừ, ngồi mé rồi. Úi. Em chút cái đó đi. Trời ơi, bằng ngâm. Không có, em mở ở đầu kia mới chút ra được. Em mở rồi. Mà mở chưa? Chạch chứ chui ra rồi. Ừ, cái chui rồi. Chạch cơm ở trên này con đó em, ở trên đó con. Ôi cái hàm dữ hả? Cái này tao ngầm với cá bóng. Cá bóng hả? Ừ. Trời ơi, lặn dưới sông mệt chết, nước mưa thấy hương gì đâu, tính nước cạn nước nước, nước cạn hay dở mà nước chưa cạn cái này không có chút cái đầu này. Cái sủi nhỏ bự. Ê, đây có ôi, có bự này. Ôi, bự nè. Cái bự.
đây, đây. Ê, con này đó, con này con gì, con cá gì, con cá vụ nè em để em mở cái chỗ này, cái nửa kiếm quá. Cái lồng tông nữa nè. Cái sơn nó không nè. Chưa đâu em chút lộn đâu. Nè chút đầu này nè. Nè này hả? Ừ. Để đó đó. Cắt mừng quá. Ơi có cái sơn đó kìa. Nè cái sủ này nha. Cái sủ đó. Wow. Vậy là bữa nay chúng mánh em rồi. Em ngủ lên trên đi. Cái này cái sủ nước ngọt hả anh Trần? Ừ, sủ nước ngọt. Cá tàu ngầm cơ. Để nó con tàu ngầm nó chút thử. Chút luôn em. Thả đi ừ nhỏ. Cá trên kia đó. Trời ơi, cái này hết rồi. Cái này. Cá sơn đó nè. Cá sơn nhỏ. Mình lên mình dở cái kia đó. Con này dữ luôn quá vậy. Cái đó mình là cá sơn đó, này em thả rồi đi. Cá sơn mình cũng thả luôn. Con tép nè. Tép luôn. Mở ra thả cá sơn. Mình trúng được hai được rồi. Được hai cái đặt ba cái trúng được ba cái hai sống hết rồi hả. Là cá đó đó hả? Cá sơn. Ừ, thả đi em. Cái này cá sơn nhỏ nè. Anh cá này nó lớn rồi, nó bao nhiêu ký? Nó chừng 200-300 gram ha. Vậy hả? Ừ. Trời ơi, được mới cá trạch này cả nhà ngon lắm. Ơ! Nè. Con này chết hay sống rồi? Cá vuông. Cái này nó chết rồi. Nước mà nước nè. Cá sủ này bự lột, em cầm cá sủ nước ngọt coi. Ăn ha. Ừ, ăn ngọt dữ dằn. Cá sủ ăn ngọt lắm. Mà sao con mắt của con cá sủ này nó kiểu như nó sáng đục đục ha. Ừ, nước nước này là nó loại cá sủ là vậy đó. Có khi hôm bữa em bé Hoàng Trăng không giết con 400 kg, 300 kg, 200 kg. Tại vì nước nhiều. Cái liềm kìm ha, liềm kìm đâu cái con phải cái con này cá này mình gọi là cá khoai. Nhưng là cá liềm kìm nhỏ, cá liềm kìm nước ngọt mà vậy không biết sao nó bự dữ biết anh nhớ. Cá khoai, cá khoai anh, chứ không phải liềm kìm đâu. Còn trên kia cái nữa kìa. Đi. Đi thôi, được rồi đi thôi. Ồ cá đồng tông ở đây mà nó bự mới lớn nè chứ từ. Đồng tông, đồng tông đá. Đồng đá. Chưa đó nè. Hả? Anh hết lạnh liền. Rồi dở lên đi Út, để em đi vô đây từ từ nhẹ nhẹ. Chưa thôi anh. Để vô đây em dở đầu này. Tôm nó vô lùm trong đây á anh ơi. Bên đây.
Cây cây Út gần cây. Có cá lưỡi trâu. Ơi cá lưỡi trâu nữa kìa chị Tân. Có không? Có. Có nhóc luôn anh ơi. Ngon quá. Ôi ơi ở bên đây tôm nhiều quá ha. Em chút cái đậu nó ra đi. Đâu rồi? Có dướng gì ông mình sao nặng dữ vậy? Giờ này Hương căng thiệt luôn á cả nhà. Trời ơi dính cái bông gì. Quá thỉnh này. Trời ơi cái đầu anh nó trúng vô cây dừa nó chết. Lên đây em coi cho. Cá gì nó chết xình ương luôn rồi. Trời con cá lóc bành kia luôn nè. Đâu? Nè. Ôi ủ thì nó nghe hơi hôi. Quá trời cá lóc nó chết. Quá hôi. Trời con cá nó bự. Em Vũ. Ừ. Cá chết lâu chưa ta? Lâu lắm rồi. Chết lâu. Quá trời cá lóc chết. Vậy là chết tối giờ. Quá trời cá lóc nó bành kia luôn. Nó rồi. Dỡ bỏ. Cái mùi mắm sao nó y chang vậy ông nội ơi. Ừ, cá chết luôn. Ông ngày đặt 2 ngày 2 đêm mà. Đã tính ra 4 ngày luôn rồi đó. Ừ. Quá bự rồi. Ủa? Cái mùi này mùi mắm mà ha. Quá trời cá lóc bự luôn cả nhà. Nó giống như cái mùi mắm gì đó. Tại vì cá của mình là mắm nó cũng nó vô đây nó ăn mấy con tép với mấy con hết trơn rồi. Nó xình. Nó ăn hết xong rồi nó chết luôn. Chết luôn. Chướng bụng quá anh. Ừ, no quá no. Lại nó ra không được mà. Nhảy không? Cái lóc bệnh đi luôn. Ở trong cái lóc bự luôn. Cái đó có tôm không Út? Có đầu đầu dưới đó. Đầu dưới hả? Chưa có đổ rồi. Cái thằng này tôm nhiều hơn thằng kia. Chỗ này biết cho. Không có gốc. Ở đằng kia không có gốc. Ừ, đặc sản luôn. Ồ, có ốc đó kìa. Ừ. Nướng chảy sạch. Tôm hả? Tôm hồi nãy la quá trời. Không nhiều quá. Quá trời luôn nha. Hai ba con. Tôm nhóc bùi vàng. Đủ ăn ngủ quên. Ồ. Ốc, ốc, ốc bùi đen nữa nè. 4 con tôm, 5 con tôm. Ừ. Dưới cá chạch. Cá chạch cơm nữa. Cá chạch cơm chút mình nướng. Cá lư châu nữa kìa, ở đây em mới gặp cá lư châu chứ chưa đây em đâu có đâu. Nè. Tôm gọn gọn không à, nhà tôm về. Tôm này tôm này cái chạy nó nhỏ hả anh? Ừ. Lúc ngày không có chạy tôm chạy bự. Bỏ nó xuống đi, thôi nó kẹp mắt. Con bu nè. Ồ, con này nó muốn chết rồi nè. Nó bị mấy con cá quằn riết nó vậy đó. Anh mà bị cái quằn riết anh cũng không có gì đó. Cá lưỡi trâu nè. Cái này cá lưỡi trâu. Ốc đinh quá chừng. Nó còn sống không anh? Lưỡi trâu nè. Còn sống thả đi mà mình. Nướng mà nướng lưỡi trâu. Gọi vậy. Mấy này chú mình nướng hết luôn ha. Ừ, nướng. Ôi con cá lưỡi trâu dễ thương quá à. Cá bóng. Hiểu thả nha. Cá bóng thả. Mà thôi hả, còn không tặng nên đem đi trả tôi để nhớ cái anh. Vậy. Gọng đi, gà gọng đi. Thôi, vậy thôi để một xíu đi. Về chảnh nuôi chơi. Hết biết cá lóc bự ủ, hết biết ủ luôn. Ồ, phải có một cá lóc đó mình nướng cũng ngon ha. Tại anh để 2 ngày 2 đêm rồi, không gài rồi anh cũng đâu ở không đâu, đi dở đâu. Mưa với lại mưa quá sao mưa mà. Ừ, quá trời mưa lớn luôn. Mưa, à, mà con cá lóc thường nó vô 12 cái ngục á, là mưa là nó sẽ bị ngợp á. Ừ. Nó không có ngớp được đó. Hồi xuống đây sống sống hồi té đó. Không ngớp được lận. Cái này là cái gì anh? Cái vù. Vù. Ừ. Còn nữa không cần? Có rồi. Thôi về. Về thôi. Trong thời gian chờ đợi anh Găng nhóm lửa thì ông Hiểu đâm muối ớt tiếp tục. Lại là muối ớt gia truyền. Phun ra lửa không? Không, chuyến này mưa rồi. Phun ra lửa chắc cũng không bị mưa dập tắt hết rồi. Cho nó ấm lại. Không gãy dưới đây làm ăn sao rồi anh? Ổn không? Cũng được em ơi, bữa trúng bữa thấp. Rồi cá mắm đặt cũng chạy cũng ít, tháng này ít rồi. À với lại em thấy dạo này nước lớn quá chừng nước rồi. Rồi tháng 9, tháng 10 á, đặt nhiều dữ lắm. Tháng 9 tầm khoảng tháng 10, tháng 10 là tôm cá là minh mông dạng mã luôn. Đây có me nữa nè, để đâm chén gót xong rồi làm mấy cái me nè. Chép chép rồi. Cá này cá đặt cơm một chút nữa, cần nướng nữa. Cái này là mắm me luôn. Mắm me nè, mắm me mình có mắm me, me muối đó. Là me tươi ăn ngon ra. Không, không ngon. Mình cái đó là làm chảy nước miếng cũng. Có me sống hả? Có. Mà hợp lại ngon lắm.
trời ơi, em nhìn thấy trái me mà em thấy ngực. Anh càng cầm trái cắn thử đây. Thôi thôi, coi con ớt mà được. Con vậy ớt thôi, giữ nó đi. Ui, chua. Kì kìa kìa, nó nghe khói hay gì mà nó ngớp 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 lên vậy? Ừ. Sao là chắc cô Út xuất hiện trong clip mình nhiều rồi các bạn ơi, cả nhà. Út làm ăn không khá nổi gì chứ. Cái ớt này nó bự quá ha. Ớt chỉ thi mà tốt ghê. Đâu có chanh hả ta? Không. Không. Ớt chanh à. Mớt chanh mới ngon. Sáng hồi mình có me đó, mình để nước me vô thay thế chanh cũng được. Chanh không, muối ớt này để một hồi mình chấm me nè, còn cá chạch thì cá nướng thì mình ăn với mắm me. Mắm me. Mình đâm khúc me đây nó chua chua được không? Được. Được gì? Không biết nữa. Đâu đâm thử rồi. Đó giờ chưa ăn. Nè, đâm thì mình chế món lạ đi không? Hai mắt me thôi. Muối me hả ta? Muối me. Muối ớt me. Món mới thiệt á. Chỉ có cái chiếc ghe này làm ra những món mới như vậy thôi chứ ai. Trời ơi trời, đâm mà em gặp cái khúc me em nhìn em thèm quá cả nhà. Ôi, thấy cái chén này là không cầm lặn cái gì đâu, cầm lòng không đậu. Làm khúc me nè anh Cần. Anh Cần. Cái gì? Hết cháy cái gì rồi? Hết cháy rồi nè. Anh là anh Đạt. Thôi mang đi. Đợi đây anh chút. Chứ anh cũng kiềm chế hết nổi vậy phải không? Nè, đâu đây nè, anh có nè. Có hả? Rồi, vô. Trời ơi, giờ anh chịu không nổi hay cả nhà. Anh chạy nước miếng. Mạnh dạn luôn, ăn mà mấp mấp là nó chua lắm. Nhai mạnh vô. Ăn nguyên trái luôn. Đừng chua, đừng chua. Không chua. Đừng chua. Không chua. Chua quá ngon. Cay quá. Tại cái đó ăn phun vô nó rồi cho nó cháy. Ra lửa mà. Ngon. Làm thêm miếng nữa. Không có cái này ăn hậu một hồi nó bắt đầu chua thiệt mà hỏi hết chua hả ngon. Dạ. Ăn nào nuốt chua nó hết chua. Ăn đã. Thôi. Ăn hả? Thấy chịu. Em không giúp anh Út với dít vô đó coi thử. Thấy cái miệng của Út ăn đã quá ha. Rồi ăn thử mắt thôi. Mắt thôi. Mời đại gia đình nha, ăn gì? Ăn me. Muối ớt me. Muối ớt me ăn chung với me. Ngon á. Nó ngon. Ngon ha. Cơm nè. Không, ngon thiệt. Có phê ăn không? Em cũng thấy thèm quá. Có phê ăn không? Làm đại ăn mắt luôn đi. Anh ăn đi, anh ăn đi, ăn chứ đi. Em cũng ăn. Đâu mình hai mình. Ngon lắm. Không dạ. cái này ngon thiệt nha mọi người. Mời cả nhà ăn me nha. Cái nhà đâm chén muối ớt này nè, cái me sống á. Mà cái me non vậy hả? Ừ. Đâu chua? Ừ nó ngon lắm. Đâu chua gì đâu. Không chua nha mọi người, ngọt ngay à. Nó đã. Ngon lắm mọi người ơi. Bắt đầu nó chua ăn ngọt ngọt ngay à. Giận hết luôn chén muối ớt. Món muối ớt me nó lạ mà nó ngon nha cả nhà. Cay quá. Chua mặn mặn, trời ơi nhức nách nhất. Cái đó là dở tay không nổi luôn á. Út hiểu ăn cay mặt đỏ bừng bừng luôn nè. Út hiểu chị thấy hả? Ừ chị thấy rõ đó. Không mà thôi cứng quá chị cứng mà anh Cần đang lỡ tay. Nướng kiểu này mới ngon ha. Ừ, nướng gập gấp vậy nè, tại vì cá chạch này nó mình đặt mấy gập gấp vậy nó mới ngon được. Cái này ở trong em có cây tre, cũng kẹp, cắt cặp tre đang kẹp nước được. Mình đi bắt tử thì đâu có tre đâu. Mình bẻ nhánh bằng, mình gặp luôn. Mình nướng luôn. Nó sống, nó bò vòng vòng.
rồi cái chạch sông mà chạch đồng của em trời trời kiếm không phải dễ kiếm đâu. Cái này chắc ở bên bển chắc có hang hay sao á, phải không? Bên bển là mấy sao, cái bên đó là cái mé hang bồi với mé nó bồi. Mà em thấy thường là lúc nào đặt ở bên đó cũng có tôm nhiều chứ. Ừ. Mà cá nó không có, cá nữa. Cá thì ít. Tại trong đó thường là trong hang hốc rồi này kia nó cũng ít vô. Đó. Ủa, nhìn hấp dẫn quá không? Chút nữa mình nướng, cái này thường là lúc trước em thấy cá chặt cũng kho ngợi đúng không? Ừ. Ướp nhảy kho ngon. Đúng. Giờ anh cho em miếng nước đi để em làm miếng bánh nè. Sâu đi đây. Xíu xíu. Nửa đi. Miếng nữa đi. Cho nó mềm me ra để dễ dặn. Chứ gì chứ. Trời, đợt này xuống xuống ăn lên nổ mưa. Vừa xuống anh cái là mưa tầm tã từ sáng tới giờ. Thì em đi bắt đầu là nắng luôn. Nắng bể cái đầu luôn. Mà cái này em đâu đi nữa đâu. Em tế hiểu thể sẽ thường xuyên xuất hiện với anh Đằng nha cả nhà. Em nghĩ làm cả nhà ơi, tránh mà ăn bộ mò không đặng rồi. Nghĩ mặn rồi. Để lộn mất cái nhớ ai không? Không ai nhớ ai hết. Rồi ok rồi đó. Cái này sắc ớt vô cái nữa. Cảm ơn anh. Quá trời luôn, lâu lắm rồi đó. Tại vì cả nhà biết không, lũ này về nước lũ á, rồi cá chạch, cá linh thì nó đi theo cái gì vậy đó. Màu vàng nhìn đẹp quá anh Cần ha. Tự nhiên mình nướng tươi mà. Dạ. Yeah. Nên nó nướng tươi đó. Nay đặt trúng. Ông ngày mấy bữa rồi, 3-4 đêm mà anh đâu có dở đâu. Bởi vậy với nãy cá lóc nó xình hương nó chà bá nó bành kia cá lóc rồi cả ký luôn á. Khủng quá anh ha. Xình tiếc thiệt chứ. Cái vô bả vô, bả vô không biết ổng hay bả không biết vô ăn hết trơn cá của người ta chổng rồi. Ăn hết trơn rồi xong luôn no. Chết xình đó. Mệt không luôn. Nghỉ ngủ. Ngủ. Ngủ luôn hả? Ngủ lâu lắm mới thức. Không thức luôn. Quá trời, hang này nóng. Cái đó mình nướng thêm mẻ nó chắc được. Ừ, cái này còn nướng. Xài nó chín không? Chín này chỉ được. Chỉ này nó sống mày vậy chín nè. Xài này lâu thì mình nó dễ. Nó chín nè. Em thấy trái bự bự rồi chín nè. Mấy cây luôn chứ. Trồng nhiều lắm. Cái hồ ăn không có được. Ồ. Sống. Ủa đồ mới chạy ngang sống quá. Đồ mới chạy ngang sống. Cả nhà hôm nay kêu em kêu gì nè, kêu em ngủ hôm lên sống quá với em. Cái hôm nữa đi, anh rảnh rảnh đi lên em. Rồi tụi mình đi cắm quá. Còn bên anh thì kêu yêu cầu em
chưa có đi lấy chồng nha cả nhà ơi. Không hiểu còn xuống năm anh cần gì vậy? Hên hên hên, đúng kêu chưa lấy chồng. Không điện Zalo ta mang hai ngày dưới đêm mà không thấy bắt máy, thấy tưởng lấy chồng rồi. Mà sao không thấy mời? Thấy cũng hơi buồn buồn mà không sao. Hèn chi em thấy anh cần buồn nhiêu. Nhìn thấy buồn cũng thấy hương quá nên chạy tiếp xuống thôi sao mà. Ủa vậy tính ra chỗ em ở là Long Xuyên chứ phải Châu Đốc là... Em ở Long Xuyên. Long Xuyên. Chưa tới Long Xuyên kiểu như... Ở gần giữa giữa đoạn đường Long Xuyên với Châu Đốc á anh. Vậy là còn Long Xuyên. Nó nằm 1/3 lên Châu Đốc thì 30 cây, dưới Long Xuyên 10 cây. Nằm 1/3 đoạn đường. Cái xài xấu quá trời, xấu rồi tôi à. Chắc khoảng 10 bữa nửa tháng nữa mình với anh Trần sẽ lên nhà của Út quay các bạn. Thật bốn mới được. Các bạn nhớ theo dõi nha. Mình ngày đi... nào Út còn ở đây là ngày đó anh Trần còn hy vọng phải không? Còn hy vọng. Chắc mình đi xe máy quá chứ mình đi chiếc này mình chạy chở chắc không nổi đâu rồi. Chạy này đi chở được có môn mà gần 3 ngày ba đi mới tới. Đang từng lại. Từng lễ tới. Chiếc ghe đi chắc không nổi đâu. Không nổi. Một với lại thêm quá trời nó một rồi. Một tùm lum hết trơn. Chạy sợ nó nguy hiểm giữa đường, giữa xá, giữa đường gãy gánh nữa rồi gầu luôn. Nè cả nhà thấy nó nứt nhiều quá. Nếu mà cái này mình có chiếc mà bự bự giống như chiếc phà du lịch máy giữa cần mình chạy đi chỗ này chỗ kia ngon ha. Chạy lên cốt luôn. Rước em đi chơi hả? Rước em đi chơi luôn. Tại vì cả nhà yêu cầu hoài á nên là Út hiểu với lại mấy anh cũng sắp xếp thời gian. Tại ai cũng có công việc riêng hết trơn á. Nên là càng sắp xếp thời gian nó lên chỉnh chơi giúp hiểu được. Cái đó ăn mắm đường hay ăn gì Út? Muối ớt cũng được nè anh. Muối ớt hả? Dài này đâu chua đâu. Không chua thì mình làm ớt me đó, có me kẹp vô ăn me với xoài luôn. Hôm nay tôi đi ra chợ đó tôi kiếm gì mà chơi kiếm với xoài tượng á, mà giờ người ta hỏi trời ơi nó mất tiêu rồi, thời đó kiếm nào mà mày đi kiếm cái đó đâu ai đâu trồng nữa giờ hiếm. Xoài tượng á, xoài gì ta, chứ xoài tượng chứ xoài bành kia luôn em nhớ hả, trái mà có thể 1-2 kg luôn á, 2 kg bành mà nó chua lét à. Chắc tổ cũng không biết đâu, không biết xoài tượng đâu. Nói về giống như bị tiệt chủng luôn hay sao? Tiệt chủng rồi người ta ít trồng. Tôi tưởng còn tôi đi hỏi, không mà nó người ta nói mất lâu lắm rồi. Trời ơi mưa tới nữa rồi cả nhà ơi, lâm găm. Em xong hết rồi nha. Đợi anh đó. Út em ngồi em nướng anh nghe. Nướng đi trở về, anh đi câu mớ tôm coi có không? Có ngồi mình nướng nữa, còn không có rồi thôi. Có nướng nhậu tiếp. Ừ, để anh qua lấy một câu. Ồ con tôm này nó đỏ quét đi. Ngon quá. Út hiểu biết thích ăn tôm, cái lần nào Út hiểu xuống cũng có tôm hết trơn nha. Đúng rồi. Út mà Út là được cưng nhiều. Cưng vô đâu anh Cận? Cưng vô trong cái lưng á. Cái hôm á. Hôm nay câu màu gì anh? Câu bữa thấy anh thả tép bắt tôm đó, bữa nay không biết thả gì đây. Bữa nay nước tôm ăn khác rồi. Vậy hả? Ừ. Ồ mà công nhận bữa đó trời phải có em đây em ăn tôm đã rồi. Ủa vậy bữa đó em đi làm mà, bữa đó anh nhắc em hoài đó, anh ăn cũng không được vui mấy. Trời sao không, anh không gửi lên cho em. Anh gửi tính gửi cho em mà xe nó bảo thôi để dưới đó ăn đi, lên đó xa quá. Lên chở anh ăn. Quá ngon rồi. Cái chặt cái dễ mà này chắc chín rồi đó anh. Rồi em trả bài coi thấy nó chín là vàng. Chưa đâu, chưa vàng đâu. Nó vàng. Cái chặt này nó nâu của nó tôm mỡ kìa Út. Ủa cái này chúng cái hàng của nó bển nhiều quá ha. Đúng rồi, với lại bên đó đất bồi á. Đất bồi, đất cứng á. Phần là em lộn cái đó là tôm. Anh cần mấy con tôm nó mới ở đất cứng. Còn cái chặt này Út hiểu không gành. Hồi nhỏ ba mình cũng cào cái chặt là nó ở đất sình, đất càng mềm lại càng có nó nhiều hay sao á. Chị Tư, hồi nhỏ ba mình cào cái chặt này nè đúng không? Đúng rồi. Tụi ba đó cào lần mấy ký á. Mà cào bằng cái bàn cào giống như là của chư bắt giới gì đó cả nhà.
bồ cào vô quốc giới á. Đầu nhặn xuống sình giật nó lên, trời cào nó cực lắm. Cào cái đó xong rồi họ lần nhà mình cũng đi đẩy hết đồ bằng cái sờ vậy đó. Đây vườn tính nhân. Ông đó đang hát. Không biết có bị bản quyền không đây. Biết cười. Sao biết tình này hết. Nè cả nhà tư cuốn hát hay chứ Út hát là tôm nhảy lên đây hết trơn. Bởi vì nghe anh Cảnh hỏi câu anh Cảnh kêu Út hát mà bây giờ Út quên em, bữa có ai kêu Út hát nè, nhưng mà Út hát được hay tôm nhảy lên đây tội nghiệp, anh Cần không có tôm đi câu. Thì anh Cần khỏi có câu anh Cần ha. Cái đó anh nói câu em có dân tới miệng luôn ăn luôn. Nói cung chèo, mấy sông cung lộn, mấy cung qua. Có. Dở lên, dở đột lên. Rồi, quay vô. Không, nặng không? Có rồi, có rồi, đúng rồi. Ôi, có rồi. Dở lên, dở lên, nhẹ lên, nhẹ lên, đừng có dở, nhẹ lên, dở lên, quay lại từ từ như nhẹ đó. Nó lên, nó là đem vô xuồng nha, nó xuồng nha. Con nhỏ thôi. Ủa sao con tôm này con mắt nó đã quét vậy anh? Đã đẩy hay vậy? Sao đẩy? Con này nhỏ quá. Nhỏ đi. Đi, nó không lửng đi. Đi. Là dính nè. Sao cái này nó nhỏ nha. Kẹp, kẹp, kẹp. Đừng có kẹp. Ây da. Còn mồi nhỏ không đi mà. Tại vì anh đang ăn con cá, anh tưởng nó đi một lần ăn một lần. Anh thắm mấy con kia luôn đi không? Hả? Anh thắm mấy con kia luôn đi. Không có mấy con kia. Kệ 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 thắm lại đi. Có rồi là chính à. Nhẹ không? Thôi vậy thôi, bỏ xuống đi, đừng quay nữa. Nghe cái cạch luôn nè. Để cái con cái cần cào. Cần cào mới mua cái gì coi. Nặng không? Dở quên, phanh lên. Dở đại phanh lên luôn thử. Thì có cái gì á không? Từ từ nhẹ nhẹ, chừng dít nè. Có đó. Nó nặng lắm á. Ừ, dở dở đi. Mất gốc rồi, nhẹ nhẹ nhẹ. Nhẹ. Rồi mất gốc rồi. Nhưng chút nữa anh gỡ xả dây ra. Đi nhanh hơn. Sắp chín rồi. Mấy cá chín cho anh cần. Chín hết rồi. Nghe em buông rồi đó. Hát hát cái lan rồi. Rồi trước nữa ăn. Cũng hỏi ăn cơm mình ăn ngồi đi với nhậu. Rồi. Cái này còn ngồi cũng nhiều mà. Với lại em có mua gói xôi hay không? Tối ăn xôi. Còn có rau nữa. Tối ăn rau đâu có thiết. Rồi giờ dở lên đi. Rồi quay lên. Anh quay đi. Quay đại đi. Ừ nó ăn nó dính vào mỏ rồi. Sao rồi nhẹ nhẹ nó. Nhẹ tay nó. Út hiểu giờ nó nhát rồi. Đưa cho mày, đưa ngoài để nước cơm nó búng vô. Ừ. Để nó búng vô bê xuồng chảy. Dở lên. Quay dở lên chảy đồ chảy.
rồi dở nhẹ nhẹ lên, dở nhẹ nhẹ lên, thấy nó là đưa đưa vô trong ruộng đi, nhẹ nhẹ từ 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 từ, rồi giật như cá từ từ, nha. Từ 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 từ, điều tay á, điều tay á, rồi con người dở lên, dở lên đi, dở lên nhẹ thôi. Quá trời tôm càng lửa, càng lửa. Đã quá anh gỡ đi, em gỡ hồi nó sẽ. Nè đưa cho kẹp. Giờ bữa nay không có báo nữa cả nhà ơi. Cái nhà thấy ông tôm mới câu lên mắt đỏ nè. Đâu kìa. Nè, nó đỏ ao nè. Đang ăn hai, đang hai ăn xôi. Đang ăn xôi tự nhiên nó ăn bún đọt cong 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 xuống. Ôi cái gần này cũng hẳn kìa. Đâu phải, không phải, anh mới thăm rồi. Vậy hả? Ừ. Rớt hồn chưa. Để mình nướng luôn đi cho cố. Không, em thấy dây nó thẳng anh Cần ơi, anh Cần ơi. Ôi cái dây nó thẳng thiệt luôn á anh Cần. Không phải. Nướng nữa. Mừng quá à. Đừng con nướng nữa. Hai con rồi, con nãy còn nhỏ thả. Nè em có không dính. Nè. Hên quá à. Nay nước để tôm nó ăn yếu. Mất màu lại nữa, mình làm luôn. Thì cả nhà ơi, hồi nãy giờ hai anh em Út Hiểu cũng nướng cá đồ lê quay xong xuôi hết trơn rồi. Bây giờ mời cái đại gia đình thân yêu vừa nhập tiệc với hai anh em nha. Rồi, chào mừng Út Hiểu đến với kênh Cần nha. Rồi giờ anh em mình gặp lại giờ làm khui đi. Là không đi làm xa nữa đó nghe. Không có đi nữa. Là nghỉ luôn rồi phải không? Là anh sẽ xuất hiện trên clip của em thường xuyên mà anh Cần cũng vậy, bên anh Cần cũng xuất hiện Ông Hiểu thường xuyên luôn. Okay. Xin mời cả nhà gia đình yêu nha. Rồi mình uống bia với buổi sáng đặt được mớ cá chạch là cơm nè, với cá sủ nè, với rau, với được mớ tôm. Với nãy Út Hiểu câu dính đường con bự bành kia nè, hai con nhỏ con bự. Mà thả con nhỏ rồi. Thả con nhỏ còn con bự. Vô. Mừng ngày chúng ta gặp lại. Rồi xin mời cả nhà nha. Út Hiểu chưa lấy chồng cả nhà. Hên quá. Lấy chồng cả nhà ơi. Mừng quá. Tưởng đâu hôm bữa cần điện Út Hiểu mấy ngày mấy đêm mà cũng hiểu không bắt máy, tưởng đâu đi lấy chồng mất tiêu rồi, không biết có chuyện gì không, lo gầu hơn gì nữa. Mời cả nhà nha. Út Hiểu mời cả nhà, mời bên anh Đạt nha, bên cả nhà anh, bên Đạt rồi cần xin mời cả nhà gia đình hai bên luôn, quan gia hai họ. Cần xin mời cả nhà. Ngon quá ha, cá thịt cơm ngon, cái này mắm me rồi muối ớt. Tôm chấm muối ớt, còn cá chạch chấm mắm me không? Đây là muối ớt me. Muối ớt me nha, không có chanh. Muối ớt me xong. Chanh chế lại luôn. Dầm vô mới ngon. Vậy mà ngon á. Cá chạch đậm. Cá chạch xong ăn nó ngon gì đâu. Mới nãy anh con thấy dính một cá chạch lấu nhỏ nữa. Đâu anh? Nằm dưới rồi. Tuốt dưới rồi. Chạch lấu nữa hả? Ừ, chạch lấu con mà chạch lấu nhỏ. Hết biết rồi. Nướng nó cặp gấp nướng gì đó nó vàng ngon. Cần xin mời cả nhà nha. Thôi ăn bắp. Cả nhà biết nãy giờ không? Lá quế khâu nè. Lá quế. Quế đất á. Ở ngoài Bắc kêu là lá xá xị. Đúng rồi cả nhà nha. Ăn nó thơm mùi xá xị. Mùi xá xị ngon lắm. Cái này nhà cần trồng á. Nó ăn cá nướng là cái này dễ trồng không anh? Dễ. Em nhổ không có em về nó có rễ em trồng là nó sống à. Nó có giống hoa 10 giờ không, trồng giống vậy không? À đúng rồi, nó dễ sống lắm. Mà nó phải có nước nha. Nước hơi ngập lửng lửng nó mới sống. À vậy là mấy cái ở sau hè nhà mình trồng được hết được. Chừng nữa anh nhổ cho em mới gì chở em trồng. Bây giờ anh ăn cá nướng. Cá nướng là nó là ngon nhất. Ngon. Ăn thử. Nó thơm lắm. Nó thơm mùi sắc tỳ lắm. Ừ. À là hôm bữa cái lá này anh thấy hồi vừa anh tưởng nó là lá xá xị quá mình Đạt. Ừ, anh tưởng nó là mà không phải. Cái này ăn cá nướng nó thơm á. Trưa nay nó là cá nướng là ngon nhất. Cá nướng là phải có không? Lá quế khâu. Quế khâu này thường ba em hay nghe mẹ em nói là cũng vậy từ. Nó em bé bị đau bụng á ngay cho nó. Ờ đúng không? Rồi. Đúng không? Đúng rồi. Ừ. Anh xin mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Ừ. Em bé em ăn con cá chạch đồng. Ở dưới sông nó ngon dữ lắm, nó già. Nó dai mà tự nhiên không? Vô. 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 Xin mời cả nhà. Ừ. Cà gà mè Út Hiểu không dám nhậu cả nhà. Bữa bắt ếch xong rồi cái nhậu cái bả chèm bẹp luôn tới giờ.
Camera đây là chị Tư của Út nha các bạn. Chị ngủ của Út luôn. Em ăn con tôm đi Út. Công tình con tôm này em câu nè. Đó. Em lột cho Út đi. Em lột lột nó đi, anh lột con này. Khán giả yêu cầu ông lột cho Út mà. Lột hả? Lột chứ. Đâu có gì đâu lột, bình thường đâu gì. Trời ơi, cục gạch nó ngon rồi nè. Ủa, quả xá đã rồi. Bởi vậy công em câu cực khổ đó. Không cực đâu anh, em quýu hết. Hôm bữa không hiểu làm sảy hết con rồi đó. Cho nên là bữa nay không có. Lột cho cô Tư con luôn đi. Đây, cô Tư hả? Cô Tư lột con này đi. Ăn bự bự cho cô Tư mới được nè. Cưng vô, cưng cô Tư hả? Tư ăn cái đầu không Tư? Gạch nhiều quá cần ha. Gạch nó đặc hết trơn nè. Bởi vì cái này tâm đặt 12 cái ngục. Nó đặc lắm. Đỏ ao. Tôi thấy đó tôi quá sẽ ngon rồi. Thấy muốn lên ký rồi. Nó béo dữ vậy. Quá trời cái thịt nó dai. Út em thấy ăn tôm á, anh xuống đây anh đẩy em ăn có đặt chơi dính rồi thì ăn, còn không có thì mình nhịn đói ngốc. Tưởng đầu sáng nhịn đói luôn cả nhà ơi. Chị cảm ơn Út nha. Xin mời cả nhà ăn tôm nha. Tôi không uống hả? Dạ thôi em bữa em nằm một ngày một đêm luôn á. Rồi, xin mời cả nhà nha. Nằm thiệt chứ không phải dẫn chơi luôn á. Xin mời cả nhà ăn tôm dài. Nha. Dài mà ngon. Ủa cái cục gạch của nó kìa, quá xá đã. Ngon quá anh ơi. Rồi. Ủa, có lột cho anh Đạt chưa? Ăn đi, thôi chúc anh ăn sao được rồi. Anh ngán rồi. Dư thôi chắc. Còn không anh ăn cá chạch kìa anh nè. Tại em thấy khán giả bình luận bên anh là sao không lột cho Caramel con tôm. Cho nên là tôi các bạn ơi, tại không biết mình bỏ máy xuống mình ăn vụng dữ lắm các bạn ơi. Lúc mà nướng á mình ăn có ăn với ăn trước làm nữa. Không hiểu giờ câu cũng được rồi nghe. Mời cả nhà. Quên rồi, cắn xong rồi. Không sao, thử đọc trước. Gì? Quá trời thèm mà không gà nhớ anh quá vậy. Mấy nữa gần nửa tháng rồi, gần cả 20 ngày. Có 20 ngày cả nhà đây quay mình lên trển bán nước tương mưa ới quá. Trời mưa lắm, gầy ngập á em. Này là lá xá xị nha mọi người. Ê, tôi nghĩ cái lá xá xị này nè, mà ở nhà mình xay ra, cái mình vắt mình nước, mình bỏ đường vô uống với nước ngọt Coca. Không, nó hơi à, cũng được. Dạ. Cũng ngon quá. Không. Tôi tính đào vậy. Hớp cục gạch, hớp gạch không. Sao mùi xá xị cực kỳ. Ủa cái cục gạch này là. Nè, gạch đó. Gạch này là gạch son nè. Ừ, gạch son đó, gạch tôm xong mà. Tôm xong nó mới có gạch son. Còn con tôm em đi chợ mua là nó không có gạch son. Cái lá nó thơm quá anh ha. Ừ, thơm. Không bức tôi thơm mùi thái vị. Mình ăn đây mà nguyên cái bàn thơm luôn á. Đúng rồi, nó tỏ mùi thơm ra. Bởi vì cá nướng mà mình phải ăn vậy nó mới ngon. Vậy này ăn cũng đầu bấm tôm xong rồi ăn. Cái lá này cái này. Này còn nguyên một giờ luôn. Bóc đại nha các bạn. Mình nhanh chỗ nhanh mình miền Tây mà bóc luôn đi nè. Ngon. Nhà cả nhà thấy không, nướng cá chạch nào phải ớt mình nướng nướng bằng cái cây nè, mình gấp gấp nó mới ngon quá. Cái lá này mình ăn nó có cái vị, cũng có cái vị ngọt ngọt luôn á anh Cần. Nó vừa ngọt mà nó vừa thơm mà nó vừa thanh cổ họng nữa. Dạ. Mua ớt mè quá xá đã. Mua ớt mè không chế chế gì mà cũng ngon quá anh Đạt ha. Ngon. Muối ớt mè. Tư ơi em xin cái đầu luôn nghe Tư ơi. Ừ Út ăn. Ừ rất. Ủa đặt nó nè chứ Tư. Ôi đó. Trời ơi. Gạch này ăn vô chắc mập 5kg nữa. Em gạch thấy mập đúng. Hơi hợm tí. Út dữ eo á. 49kg à. 49kg rồi. Sáng mà em mới chèo lên cái cân em cân thử nè. Em có cái clip mà tôi ông đi ăn nhậu trên gì góc bờ á. Tại nó không cần giống gì lính đặc công hả. Tự nhiên quay qua nói tôi giống như mấy thằng quan huyện. Không, khán giả mình cũng vui nha. Mà vui lắm. Ê, ăn thử cá sủ rồi. Thôi vô cái đi ăn thử cá sủ nha. Vô. Cá sủ nướng đó giờ chưa ăn luôn. Em cũng chưa ăn luôn. Em vô giùm cho. Đi vô. Vô, xin mời vô. Cả nhà nha. Mời đại gia đình hai bên. Quá đã. Nửa con nha. Ít vậy. Quan viên hai họ. Nè,
nè, cá chủ kìa. Xoài ngọt ngon quá kìa. Ngon cá chị. Cá chủ có dãy không? Có dãy chứ. Dãy nó dãy nó giống như dãy dãy cá ta tượng. Mới đi chợ gặp con. Nó nè, cả nhà thấy không? Con cá sủ nướng thịt nó trắng một cái là ngon, ngọt dữ dằn lắm. Đó. Nè Úc, anh gắp cho em miếng thịt cá sủ nữa. Em từ đó giờ em chưa ăn thịt cá sủ nướng đâu. Đúng rồi, em chưa ăn cá sủ tươi. Ăn cá sủ sủ ấy không khô em cũng chưa ăn luôn. Nè. Ở trên Châu Đốc An Giang em á, anh thấy bán một cái sủ 4-5 kg bằng khô á. Đúng rồi. Có bự lắm, mắc, có giá lắm. Còn dưới anh ăn tươi vậy nó mới ngon em ơi. Khô nhiều khi nó người ta chế biến. Cái thịt của nó kiểu cũng không dai nhưng mà không dai nhưng mà nó ngọt. Ngọt không? Ngọt. Mà nó xương nó ít. Đúng rồi. Thường thường khô cá sủ người ta kêu khô là khô cá đù đúng không anh Cần? Không, không phải, phải. Cá đù là cá nãy phải không? Cá đù là cá biển. Đó, cả nhà. Cá biển hả? Nướng con cá nữa cho lâu nó rút vô vậy nó mới ngon. Khô lù đù á. Mình không biết mình hỏi. Cá lù đù nó khác. Cá lù đù là cá sủ này nè. Tại sao nó lù đù anh? Thì tại vì ở biển người ta kêu con cá lù đù đúng không? Kêu bằng cá đù. Nó khờ khờ á. Kêu bằng cá đù. Cá đù. Khô đù, khô cá đù vậy đó. Mời ra gia đình nha. Mời cả nhà nha. Thịt cá sủ xong tươi nướng. Nó béo mà nó ngọt lắm. Ngọt. Nó ngọt nhưng mà con cá thịt nó không dẻ thôi nhưng mà nó rất là ngọt. Chắc thịt con cá sơn chắc cũng vậy á. Không. Con cá sơn không bằng cá sủ em. Cá sủ nó nhiều. Quá ngon rồi. Không ngon. Cả nhà ơi, hai anh em cũng hiểu đã dùng xong hết rồi. Bây giờ là clip cũng hiểu đi là tạm dừng rồi đó cả nhà. Có yêu mến Út Hiểu thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho Út Hiểu nha. Xin chào cả nhà. Dạ cả nhà.